đi với máy bay các bác ạ. Sau một mùa dịch thì đây là lúc chúng tôi được quay trở lại. Ở đây là giám đốc Đức Mạnh, người sắp được 100 cân. Chào mọi người. Hello mọi người, đây đến kênh Tam Mao TV. Anh không có gì ngoài thịt. Đây là gia đình Đức Mạnh, hôm nay có chuyến công du đến Đà Lạt City. Chứ mày OTP được chứ em.
make ở dưới, make ở dưới này có nó lọc được hết. Cái này chỉ chuyên để quay phim thôi mà, nên nó chẳng có chức năng gì khác ngoài chức năng quay phim. Nó là lọc âm ấy. Có